Nga kiện Ukraine điều tra vai trò của Mỹ và phương Tây trong vụ tấn công nhà hát ở Moscow. Nga tuyên bố phá hủy cầu huyết mạch vận chuyển đồ tiếp tế của Ukraine tại Zaporizhia. Nga phủ nhận tin đồn được Iran cảnh báo trước về vụ tấn công nhà hát. Báo Mỹ nói Nga sẽ giảm mạnh xuất khẩu dầu đi Eisen. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Trong cuộc chia sẻ với kênh truyền hình Channel One mới đây, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow đang chuẩn bị một bản tóm tắt pháp lý để kiện Kiev về vai trò của họ trong các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga, kể cả vụ tấn công nhà hát Krokus City Hall bà Maria Zakharova khẳng định Nga sẽ đưa Ukraine ra tòa án quốc tế để đối diện với vai trò của họ trong việc tiến hành các cuộc tấn công trên lãnh thổ Nga. Bà Zakharova cho biết việc Nga chuyển tiếp các yêu cầu chống khủng bố tới Ukraine là một phần của quy trình bắt buộc và hứa sẽ cung cấp thông tin về các bước tiếp theo trong quá trình này. Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga đã thông báo rằng các nhà điều tra Nga đã thu thập bằng chứng cho thấy Ukraine có liên quan đến các vụ tấn công gần đây nhắm vào Nga, trong đó có vụ tấn công tại phòng hòa nhạc Krokus City Hall ở ngoại ô Moscow. Trong bối cảnh này, Bộ Ngoại giao Nga đã đệ chính yêu cầu lên chính phủ Ukraine trong khuôn khổ Công ước Quốc tế về ngăn chặn các vụ đánh bom khủng bố và Công ước Quốc tế về ngăn chặn tài trợ khủng bố, yêu cầu ép ngay lập tức bắt giữ và dẫn độ tất cả những người này. Những người liên quan đến các vụ tấn công, bao gồm cả Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine SBU Vasily Maliuk. Bên cạnh đó, ngày 1 tháng 4, Ủy ban điều tra Nga cho biết nước này mở một cuộc điều tra theo khiếu nại của các nghị sĩ Nga cáo buộc rằng Ukraine và các nước ủng hộ phương Tây, bao gồm cả Mỹ, có liên quan đến các hoạt động tấn công trên lãnh thổ Nga. Ủy ban điều tra đang xem xét mục đích tổ chức, tài trợ và thực hiện các hành động tấn công của các quốc gia đó. Nghị sĩ Nikolai Khritonov của Đảng Cộng sản Nga, một trong những nghị sĩ đệ đơn khiếu nại, nhấn mạnh các quốc gia phương Tây được hưởng lợi từ vụ tấn công vào Kyrgyzstan. Ông cho rằng các đối thủ địa chính trị của Nga sẽ được hưởng lợi từ thảm kịch trên đất Nga, cho rằng họ tin tưởng vào khả năng không thể tiếp cận và không bị trừng phạt của họ. Tổng cộng có 12 người, bao gồm 4 tay súng được cho là những người Hồi giáo cực đoan, cho đến nay đã bị bắt vì liên quan đến một trong những vụ tấn công nguy hiểm nhất trong lịch sử Nga. Chi nhánh của nhà nước Hồi giáo IS trước đây là ISIS có trụ sở tại Afghanistan đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Tuy nhiên, các quan chức Nga tuyên bố đã phát hiện ra bằng chứng cho thấy Ukraine có thể có liên quan, trái ngược với sự đảm bảo của Mỹ rằng Kiev không thể đứng sau vụ tấn công. Hồi tuần trước, nghị sĩ Kharitonov tuyên bố trên Telegram rằng Mỹ và các đồng minh ngày nay đang tiến hành các hành động tấn công trên lãnh thổ Nga dưới bàn tay của ISIS và các lực lượng đặc biệt Ukraine chúng tôi yêu cầu giới lãnh đạo chính trị của Mỹ và Ukraine cùng như các cơ quan tình báo của các quốc gia này phải chịu trách nhiệm hình sự về việc tổ chức, tài trợ và tiến hành các hoạt động khủng bố nhằm vào Nga và toàn bộ thế giới hiện đại. Nhà lãnh đạo phong trào We Are Together with Russia, ông Vladimir Rogov mới đây tuyên bố rằng quân đội Nga đã phá hủy một cây cầu ở thị trấn Guli Aipole do Kiev kiểm soát thuộc vùng Zaporizhia, Chia sẻ trên mạng xã hội Telegram, ông cho biết cuộc không kích nhằm vào Guli Apule ở vùng Zaporizhia đã phá hủy một cây cầu quan trọng đối với lực lượng Ukraine. Những cây cầu bị đánh sập nhằm cản trở việc vận chuyển đạn dược và luân chuyển lực lượng. Họ sử dụng cây cầu làm tuyến đường tiếp viện chính cho khu vực tiền tuyến thuộc vùng Zaporizhia. Ông cũng cho biết thêm cuộc tấn công đã được thực hiện bằng cả máy bay quân sự và máy bay không người lái. Cùng ngày, lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã công bố rằng họ đã phá hủy thành công hệ thống tác chiến điện tử Ziten của Nga trên mặt trận Zaporizhia. Lực lượng đặc nhiệm Ukraine cho biết, trong quá trình trinh sát trên mặt trận Zaporizhia, chỉ huy trung đoàn 3 của lực lượng đặc nhiệm đã phát hiện hệ thống tác chiến điện tử R-330ZH Ziten. Lực lượng tên lửa và pháo binh đã được huy động. Hệ thống R-330ZH Ziten sau đó đã bị phá hủy. Một đoạn video ghi lại toàn cảnh vụ tấn công cũng đã được đăng tải. Hiện tại, cả Nga và Ukraine đều chưa có bình luận nào về tuyên bố của đối phương. Một số nguồn tin mới đây cho rằng, Iran đã thông báo với Nga về khả năng xảy ra làn sóng tấn công lớn tại nước này, trước vụ tấn công nhà hát ở ngoại ô Moscow. Tuy nhiên, Nga đã phủ nhận thông tin này. Ngày 1 tháng 4, ba nguồn tin am hiểu vấn đề cho hay, vài ngày trước sự việc, Iran đã chia sẻ thông tin với Nga về một cuộc tấn công lớn có thể xảy ra bên trong nước Nga. Một trong số các nguồn tin cho biết, thông tin này đã được thu thập trong quá trình thẩm vấn những đối tượng bị bắt liên quan đến các vụ đánh bom ở Iran. Theo nguồn tin thứ hai, cảnh báo của Tehran không có thông tin cụ thể về thời gian hay mục tiêu một quan chức an ninh cấp cao khác cho biết rằng vì Iran là nạn nhân của các cuộc tấn công trong nhiều năm, nên chính quyền đã thực hiện nghĩa vụ cảnh báo dựa trên thông tin thu được từ những tay súng bị bắt. Hồi tháng 1 năm nay, Bộ Tình báo Iran đã thông báo về việc bắt giữ 35 người liên quan đến vụ đánh bom kép vào ngày 3 tháng 1 tại thành phố Kerman phía đông nam Iran. Vào ngày 19 tháng 1, Bộ Trên cho hay họ cũng bắt giữ một chỉ huy của nhánh Hồi giáo IS Khorasan IS ISK tại Afghanistan. Tehran cho biết người này có liên quan đến vụ đánh bom gần mộ tướng Qasem Soleimani ở thành phố Kerman. Các nguồn tin tình báo Mỹ khẳng định ISISK đã thực hiện cả vụ tấn công tại Iran và vụ tấn công tại Moscow. Trình nhóm IS cũng đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, Nga tỏ ra hoài nghi cho rằng Ukraine có liên quan đến vụ tấn công và Kiev phủ nhận cáo buộc này. Hãng tin Bloomberg mới đây dẫn số liệu thống kê từ công ty phân tích Kapler cho thấy xuất khẩu dầu diesel từ ba cảng lớn nhất của Nga trên biển Đen và biển Baltic dự kiến sẽ giảm xuống còn 2,29 triệu tấn trong tháng 4 này. Số liệu này tương ứng với khoảng 569.000 thùng dầu diesel mỗi ngày, giảm hơn 21% so với lượng xuất khẩu từ cùng các cảng trong tháng trước. Bloomberg chỉ ra rằng các tính toán về nguồn cung dầu diesel của Nga trong tháng 4, tháng 4 cho thị trường toàn cầu chỉ tính đến các đường ống dẫn đến ba cảng chính. Một số dầu diesel được xuất khẩu từ Liên bang Nga bằng đường sắt và không thông qua hệ thống đường ống, tràn nép. Vì vậy, dữ liệu thực tế có thể có sự biến đổi. Trước đó, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak thông báo Hiện tại các cơ quan chức năng không có kế hoạch cấm lại xuất khẩu dầu diesel do tình hình thị trường Nga đang ổn định cả về giá cả và nguồn cùng. Ông Novak giải thích rằng Nga sản xuất một lượng dầu diesel gấp đôi nhu cầu thị trường nội địa và nếu có hạn chế sẽ không có đủ nơi để lưu trữ. Mỹ đang triển khai một cần cầu với sức nặng 1.000 tấn, từng được coi là vũ khí bí mật của CIA trong chiến tranh lạnh để tham gia vào việc trục vớt cầu bị tàu đâm sập ở Baltimore. Cuối tuần trước, các kỹ sư và công binh Mỹ đã bắt đầu công việc khoan cắt và giải tỏa những phần đầu tiên của cây cầu thép Francis Scott Key. Bị tàu container Dali đâm sập vào dạng sáng ngày 26 tháng 3 và chắn ngang qua dòng sông dẫn vào cảng Baltimore, một trong những cảng sôi động nhất ở bờ Đông nước Mỹ. Ngày 30 tháng 3, Bộ trưởng Giao thông Mỹ Pete Buttigieg nhấn mạnh, quá trình dọn dẹp hiện trường vụ sập cầu sẽ vô cùng phức tạp do có khoảng 3.000 đến 4.000 tấn sắt thép biến dạng và bê tông vỡ vụn đang chắn ngang dòng sông bà cổ có khúc chìm sâu hơn 15 mét. Theo thống đốc bang Maryland, Whitmore, bốn gần cầu nổi với sức nâng lớn sẽ được triển khai đến khu vực cầu sập trong ngày 1 tháng 4. Trong vài tuần tới, tổng cộng 7 cân cầu nổi, 10 tàu kéo, 9 xà lan, 8 tàu thu dọn phế liệu và 5 tàu thuộc biên chế tuần duyên Mỹ sẽ được huy động để giải phóng khúc sông. Phương tiện chủ lực trong quá trình này sẽ là siêu cần cầu Chesapeake 1000 có khả năng nâng tới 1000 tấn, được mô tả là một trong những cần cầu nổi lớn nhất tại bờ đông nước Mỹ và từng là vũ khí bí mật của cơ quan tình báo trung ương CIA trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Ý tưởng về việc thiết kế siêu cần cầu này xuất hiện khi tình báo Mỹ nhận thông tin về một tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo hạt nhân của Liên Xô mất tích vào năm 1968. Con tàu, nặng khoảng 1.750 tấn, được phát hiện nằm cách Hawaii khoảng gần 3.000 km về phía tây bắc, ở độ sâu hơn 5.000 mét. CIA đã khởi động kế hoạch trực bớt sắc tàu với tên gọi dự án Azorian nhằm thu thập thông tin bí mật quân sự từ tàu ngầm Liên Xô. Cựu giám đốc thiết kế con tàu trực bớt của CIA trong những năm 1970, James Scott, cho biết siêu cần cầu lúc đó được gọi là Sun 800, được coi là yếu tố quyết định trong việc thành bại của dự án. Họ đã nhờ đến tỷ phú Howard Hughes để tạo ra một vỏ bọc đánh lừa cho tình báo đối phương. Hughes tuyên bố đầu tư hàng triệu đô la Mỹ vào việc xây dựng tàu Hughes Glomar Explorer để thám hiểm đáy biển, nhưng thực chất là bình phong cho dự án Azorian. Các bộ phận của siêu cần cầu đã được sản xuất riêng lẻ tại Minnesota và Texas, sau đó được chuyển đến xưởng đóng tàu ở Pennsylvania để lắp ráp hoàn chỉnh. Nhờ có siêu cần cầu săn 800 quá trình đóng tàu tháo hiểm G. Coloma Explorer diễn ra nhanh chóng với khả năng chuyển các thiết bị nặng lên tàu một cách dễ dàng. Cựu giám đốc Gene Scott đã ca ngợi rằng quá trình này vào thời điểm đó được coi là một thành tựu cơ khí của thế giới. Đến tháng 7 năm 1974, khoảng 4 năm sau khi lắp ráp, tàu Gloma Explorer rời cảng tại California, hướng đến điểm trục vớt xác tàu ngầm Liên Xô. Giám đốc CIA vào thời điểm đó William Conby còn tự tin rằng chiến dịch sẽ được sử sách ghi lại là thắng lợi tình báo lớn nhất lịch sử. Tuy nhiên, kế hoạch đã không điều hành như dự kiến của giới chức Mỹ. Trong quá trình trục vớt, tàu ngầm Liên Xô đã bị vỡ vụn. Sau 2 tháng vật lộn, tàu Gloma Explorer chỉ có thể thu hồi khoảng 1 phần 3 phần còn lại của xác tàu cùng với thi thể của sáu thủy thủ liên xô, CIA không thể tổ chức bất kỳ chuyến trục vớt nào khác do một vụ dò dỉ thông tin bí mật. Tài liệu về dự án trong văn phòng làm việc của Howard Hughes đã bị mất trộm, buộc giới chức Mỹ phải nhờ cục điều tra liên bang FBI và cảnh sát Los Angeles vào cuộc điều tra. Không lâu sau đó, báo chí Mỹ đào ra thông tin này và đến đầu năm 1975 đã đăng loạt bài viết nêu nghi vấn về con tàu thám hiểm của Hughes và chính phủ Mỹ. Moscow cũng tăng cường giám sát hành tung của tàu Gloma Explorer trên Thái Bình Dương. Nhà Trắng cuối cùng quyết định ngừng mọi kế hoạch trục vớt phần còn lại của xác tàu ngầm Liên Xô. Để giải quyết hậu quả vụ tàu hàng đâm sập cầu tại Baltimore, giới chức Mỹ giờ đây lại một lần nữa phải huy động Chesapeake 1000. Dù không thu được nhiều kết quả trong chiến tranh lạnh, siêu cần cầu được xem là vũ khí bí mật của CIA vẫn tiếp tục chứng tỏ sự hữu dụng của mình.